sướng mình. Baby đi uống nước không? Sao baby kẹp bánh? Đi uống nước hả? Thay đồ đi. Này mày mày bé bi không đi bán hả? Về quê mới lên cô bé. Hả? Nay không đi chơi game hả? Ủa kỳ vậy? Là ngủ dậy nay ngủ dậy trễ hả cô bé? Thì hôm nay từ bà chị em game chị em chạy vô nè, đâu thấy nó đâu. Không biết nó trong nhà, nó chơi thì nó làm quả hả? Mang dép mới đi cho Tết đi Bi. Coi mang dép hở mua đẹp không? Hả? Bộ này như Bi mới mặc hả? Đi. Đi. Đây nó bảo hiểm đi. Nè Bi vui vậy. Tết phải vậy chứ Bi. Áo khác mà bận đi Bi ơi. Dám cho bà đi ra đi đi lượm đi bận bà vậy không? Gì vậy? Bi nè. Bi ơi chị trước uống nước. Bi ơi nay ăn uống gì chưa? Nay mẹ bế cái nấu gì Bi ăn không? Chưa ăn hả? À? Đi ăn. Vậy đi ăn lẩu với em Trinh với cháu Trinh hả? Mà mình dắt lên ăn Trinh nè. Thôi không bị có che. Tết này làm bậy chơi nhưng mà là xấu em. Bây hỏi chị đi. Hỏi chị xấu đúng không? Sao? Nó không có sắc sảo đúng không? Uổng tiền. Em thấy đẹp hả? Bi biết là móng Bi cắt móng tay sơn móng được không? Giả không à? Ừ. Tết đẹp mình chứ. Tết mình hơn giá hả? Em mua mấy chục ngàn bộ. Mua 25 ngàn à? Ừ. Mình gắn xong rồi cái bộ 25 ngàn nhưng mà nó bán trong hội chợ á. À. Em gắn rồi. Chắc không? Chắc hả? Bây giờ có cái lỗi nó gắn em. Nó gắn nó vô. Ờ. Muốn giả có. Ừ. Đâu mấy cái đó đẹp. Ờ đẹp. Gắn như như muốn thiệt vậy đó. Ừ. Mà bữa nay em quên gắn. Nhưng mà cái đó ở không mới gắn được. Như chị làm thì gắn được. Cũng Tết là làm bậy nhưng mà nó làm chị cũng chịu. Cái ruộng chị khô cáo mà bình nó nọc trên vậy luôn. Gắn hộp chị là đẹp vậy đó. Bữa hổm cá bắt dữ lắm hả chị hả? Cũng không có nhiều, tại vì dịch nó quần á. Dịch quần hết hả? À? Khi nữa nó cạn dịch nó quần hết. Đúng rồi, dịch nó quần. À, alo. Bi Tết năm nay gia đình Bi dạ. Tết lớn không? Lớn. Lớn hả? Ăn gì? Qua bên nhà cậu đi à, hả? Hai thay gói với bao đá. Thì được rồi, qua ăn bên nhà cậu cũng vui rồi. Anh về 4 ngày mới lên hả? Ờ. Rồi. À, nói ba chở hai thùng thay gói với bao đá cho anh trai con. Nói ba chở cái chị gì? Chuyện này. Chị tên gì em quên rồi ta. Không, ghé chị quá. Chị tên gì? Chị tên gì? Đi quên rồi. Mày cũng quên rồi đúng không? Hỏi tên chị đâu? Chở hai thùng thay gơi nhưng bao nước đá cho anh trai. Không á, hỏi tên chị. Hỏi tên. À, kêu bằng chị Cường được chưa? Chị Cường là trên trai mà. Đúng rồi, tên có ảnh đó. Chứ để đi. Không bị nha. Ở đây anh kêu chị vậy hết á. Dạ. Ừ. Hái mướp vô làm gì nãy quá. Hái mướp á để đem qua cho cháu chị bên đầm sen á, chứ có ăn không. Xa vậy à? Chị. Ừ, đây vậy, chở hai chở hai chơi thôi. À, là em với chị ba nó hả? Cháu, con với chị ba đây. Chị có đi không? Yeah. Không, chị không có đi. À, hai bịch, mấy bịch tráng xì ke đó cho Hiền luôn đi. Nó kêu á. Vậy hả? Ừ. Nói ba chở bia đi rồi ba hả đi. Con trai hai ấy. Ông sao cọc cạnh. Mình tưởng không nghe tới thời. Vừa rồi anh nghe nói Tết là chung lên thăm Bi hả ta? Có không Bi? Có mà. Làm gì không Bi? Mùng 1 lên mà đúng không? Có lên thăm không? Bây giờ chị không thấy Trần nữa. Bi, sao chị Dung nói Tết Trung có lên thăm Bi mà?
Vậy cuối cùng không lên thăm Bi luôn? Sao lại anh, sao anh lúc đầu anh hỏi Bi, Bi nói là lên cho tiền Bi 200 ngàn mà sao Bi giấu anh? Lâu rồi không có lên. Hôm bữa là ngày mùng 1 đó, chị Dung nhắn là vào cái rảnh xuống coi thăm chung với Bi kìa. Có ai đâu, bà nhắn chứ có ai ở nhà đâu. À là cuối cùng chung không lên luôn. Có hôm đó mắt, mắt nó xạo nè, mắt chớp mắt kìa. Nó thiệt, mệt quá. Chị có thấy chung lên không chị? Bà nói nghe nè, chị hỏi cái này bỏ Bi luôn hả? Chị hỏi cái này nè, giữa thằng Giàu với thằng Bi nè, bây giờ bữa giờ ai là đứa nào là quà trước đứa nào á? À Bi, chị nghe chị Dung nói vậy đó. Chứ Bi bữa lên quận 7 kiếm em mà giờ phải không? Phải không? À. Em lên trước. Ờ, à, hay vậy đi. Không có. Có chị luôn hả? Không, của người ta. Khùng không nội? Hỏi Bi, hỏi cái gói Bi nó lành lắm. Chỉ là ba cái bánh đồ quán chứ ba luôn. Ừ. À, anh có cái bánh cho Bi nè. Bánh gì vậy? Giàu. Bánh giá, bánh này biết ai ăn rồi đó. Giàu. Ăn liền được không? Được, có bánh này ăn liền được mà. Đúng rồi. Ừ. Này chi, nó mới thấy nào bán. Bánh hôm bữa anh mua mà người ta anh không chịu mua, anh đi luôn rồi anh mua nữa hả? Ừ. Vừa rồi bà bán bánh đen quá, bà chiên dầu đen quá, nay bà chiên dầu nào bánh xà đà bì bánh rán hả? Chị biết bánh này không chị? À biết, nhưng mà nhiều cái tên thì mỗi chỗ nó kêu khác nhau. Không, chờ cái bánh này là nó là vậy đó. Ừ. Bữa nào lên quên mua cho chị cá để chị ăn biết. Ừ. Đâu con để tận khai với hẳn nhà Bi mà. Ăn ơi Bi, để nó xuống dầu. Ăn đi cưng. Bánh này nó ăn ngon hơn bánh căn với bánh chèo đó. Trong cái nhân nó làm vừa ăn á. Đi rồi hả? À chưa đi chở nó đi giao có được. Về mấy chở ra cái nhỏ. Sớm giờ đi mà đi hoài chưa được. Bữa giờ Trần nó cũng không có xuống, chị cũng không thấy nữa. Ở xuống rồi. Bữa xuống thăm mấy hả? Ừ. Chị hỏi hoài, chị hỏi sao bữa giờ không thấy thằng Giàu ghé, không thấy thằng Trần gì trơn. Nên nhiều khi ngày nào thấy cũng đi bộ tội nghiệp. Vậy là bữa nay đi lên rảnh kiếm từng nó đi với ai? Đi với Hiếu. À vậy hả? Chị Nhung bả nói hết lời luôn, không phải vậy đâu nha. Nó có nói gì với Bi đâu? Nói á, bây giờ kêu Bi không có nói chuyện mày tao nữa. Ví dụ giờ làm giàu giận á thì á, ăn Bi phải nói thì sao đi, làm quà với thằng Giàu mà nó không không, nó nói nó không có gì, nó không có sai, nó không có gì giống vậy. Còn cái nhỏ cái đó là cái gì, cái dưa bên đây nè, tự nhiên bà nói là bà muốn khóc luôn. Làm móng tay không hả? Móng tay móng chân luôn, chị nghĩ tới chị cũng làm vậy đó. Móng chân chị có dán không? Có, nhưng mà mắt nó bây giờ đẹp không? Cũng được nhưng mà để mắt, mắt quá à, chị đâu nghĩ mắt nhiều lắm chăm không? Em biết nhiều không? Em đón thử nhiều Tết mà làm gì có 100. Dán một vậy thôi. Ừ. Bốn chân nào không à. Ừ, không có gì. 400 mấy. Chị trả tiền không cho việc mình. 400 mấy. Nhân cưng. Lấy bia. Lấy bia. À, nói thiệt Bi nè. Thay con xanh đi cưng à. Ngày mùng 1 Tết chung có lên Bi không? Trả lấy không. Không hả? Còn có nhiều trai tính lon nữa. Tại vì Bi nói hai ba lời anh đâu biết đâu. Nãy Bi nói là có lên. Không có lên, không có ai hết á. Từ bữa đi với anh tới giờ đó. À vậy hả? Trời ơi Bi Bi. Dạ anh Thiết không xuống Bi đâu. Anh tưởng xuống Bi chứ. Ăn đi Bi, đói bụng ăn đi. Con cá sao ăn? Anh ăn rồi. Mới mua cho em à. Bữa nào có dịp lên mua cho tặng chị con cái. Tại nên định ghế nhà Bi không à, là tưởng Bi quầy gặp quầy Bi quầy đường chứ. Đưa Bi quầy đường cho Bi ăn á. Vô đi sao? Tết nhà Bi qua nhà cậu ăn đâu có nấu thịt kho vịt ăn gì đâu hả Bi?
Nay Vi sao không đi ra ngoài tìm nét chơi hả? Làm biến hả? Nắng làm biến hả? Đi xong đội cái nón lá, đội cái nón gì vô kìa. Ủa cái nón lá hồi đó trả lại Bi rồi đúng không? Cái nón lá mà đi xuống bánh tre nằm quên trong xe hơi, anh nhớ sách trả Bi rồi ta. Này nón lá nó mất tiêu rồi. Đi đợi nón lá không nào mua lại cho cá trả lại Bi. Đi ra đường mới về, chưa nắng mới phải đội nón vô chứ. Nay không đi ra đường da mới trắng lại nè. Hôm nay bị ta nói đen quá rồi đâu dám ra đường buổi trưa nè hả? Em đi đi buổi chiều nè, đi buổi chiều đó lúc trước đi tầm 3 giờ đến 6 giờ về được rồi. Chiều sợ cũng đỡ nắng hơn chứ em gian nắng hai cơn nắng vậy chịu cho nổi. Chị biết bả mà, bả chưa quên, chị không biết với Hưng Long hay Thượng Đạt nè. Hôm nay đi theo cô qua bên Thủy nữa không? Là nhìn nó tỉnh nhiều hả chị? Ừ. Không ăn kẹo nhìn là tỉnh. Nhưng mà hôm nay chị thấy người chung vậy, hôm nay nó nghĩ ra thấy nó cũng lụt cùng với mò. Trời ơi, chanh lắm á chị. Thì ý là chị thấy nhưng mà có chị thấy luôn thôi. Đúng rồi. Cái miệng nói lanh dữ lắm á. Đúng rồi. Chị gặp chị là biết rồi mà đúng không? Có, nó gặp chị một lần. Tại nó chị không biết nó mà không biết ai nói. Nói là nghe, em nghe chị cùng quê. Thì nói chung nó lên nó ngồi, chị cũng đâu có biết nó là ai đâu. Rồi nói chuyện hồi. Rồi nó mới vô Bi. Rồi nó mới kể với chị cũng đâu có biết cái gì đâu. Lúc bà đi bà bế Bi gã Bi Việt Kiều rồi, Việt Kiều rồi sao Bi? Bi có chịu không Tinh? Không chịu đâu. Vậy Việt Kiều Út kìa. Nhưng Bi giờ lấy chồng Việt Kiều bình thường sao? Em cứ làm cho chị cái móng không hả? Ừ, nó làm chân làm cây lắm, làm chân làm xấu quá. Xấu đúng không? Ờ, chị nó để đi rửa rồi sáng mình đi ra làm, cái chị mất khách chị mới không làm. Mấy tài chân hả? Ừ. Dán đẹp lắm, có mấy chục ngàn à. Con cái em biết sao không? Dán có hộp luôn. Mà chị làm hộp như móng này nè. Tại vì tay chân chị thì chị làm. Chị sợ như mình gắn đó, mình làm nó rớt. Không, nó rớt. Để chơi được cả từ. Ờ vậy hả? Chị cũng được hả Bi ha? Bi nó còn hay á. Em dán hoài à. Hồi nãy quên à, không dán nè. Ừ. Bữa nào có dán thì đi ra đưa cho coi nha. Bi bữa nào xuống nhà chị Dung cho anh chở xuống gặp nè Bi. Đi chơi cho biết cưng. Hai Bi ha. Bây giờ đem gì bên đây mình làm? Mình
đâu. Chắc được mà. Ớt cái gì, cái chậu quắc gì trời. Ừ, như trái tim kiểu nào. Cái chậu chậu cao cao á, giống như trái tim vậy. Ăn được á, chị ăn thử đi. Chị không có ăn. Chị mua lâu chưa? Mới là Tết nè. Chị nói ra để luôn hả? Ừ, để gì xong cái mình trồng lại. Ơi, cái ớt này ngon à. Mình trồng lại thử nơi sống không, thấy nó cũng đẹp. Chú ăn xe bỏ con. Mua cải với ớt hả? Không, cà thì của nhà, cà cây sẵn rồi, chị cứ mua mấy chậu ớt à. Dạ đi rồi con. Lấy ăn thử hay ngon không? Ừ. Ăn được mà Bi. Nữa không có sao. Cái ớt, ớt cho cháy. Ớt này rẻ mà, đâu có thuốc phân gì đâu. Đúng rồi, rồi sợ trồng nó sợ rồi. Ta mà trồng nó cay thì không cay thôi à. Chứ người ta nói về vẫn trồng sống mà mình vô phân á. Được chết hình trái tim rồi à, ha Bi ha. Ừ, hình trái tim nè. Người ta trồng mà có người Bi đem hộp về đi trồng cho mẹ bế ăn kìa. Này, không biết kêu gì, kêu đại gì, ớt sari, ớt mẹ kia vậy nha. Có hồi thổi kia là trường ớt táo quá vào. Nó không có phải như ớt chuông của mình nha. Mà bữa chị thấy héo chị không lấy. Có 15 ngàn chậu. Đâu phải vậy đâu, mắc cười á. Cái cô đó có lên cái quán lần đầu tiên mà hiền quá, cái chị đứng chị ra chị bán bán rồi cho chị chậu nữa, cho nên chị tính ra có 10.000 chậu. Ăn thử chứ nó cay á. Ăn thử cái bánh nó Bi đi. Chị chưa ăn nữa. Bi có ăn ớt cay không? Không, nước tương, nước mắm sao ăn. À hồi nãy quên lấy nước tương nó ấm cho Bi. Nước tương chị lấy nước tương. Cái bánh đó nó bạn nó vừa ăn rồi Bi. Cứ mới bụng ăn bánh ấy, Bi đi đi. Đi đâu? Bi muốn lên gặp cháu Trinh. Là ai vậy? Con nhỏ công viên ấy, nó nhờ, kêu Bi bằng cô Bi. À vậy hả? Không, em thấy dù như từ lúc mà quen biết em rồi chở nó đi đi đó thấy nó khỏe lắm. Không chị thấy chị ăn không? Ăn không chị không ăn, chị mới ăn cơm no quá. Em ăn đi. Bi cái bánh này ngon hơn cái bánh cống không? Bánh cống cái bánh 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 căn gì đó Bi. Ngon hơn đúng không? Cái này ăn có ăn cũng được như bánh xèo nó ăn ăn đỡ ngán bánh xèo nè. Con lấy đồ cho. Phải anh nói đúng không? Không con. Nó lấy. Con Su lấy mấy bộ đủ mà, khẩu trang đâu. Đi mấy ngày luôn hả? Ờ nó đi mấy ngày lận. Ở nhà buồn quá nó đi vậy. Nãy có rau nữa Bi, anh thấy lấy vậy ăn cho nó tiện. Ngon có rau không? Có ngon bánh cháo lòng. Bánh cháo lòng. Bánh cháo lòng là sao? Ở trong đây toàn giá thịt không à. Nhưng mà em thấy ngon không? Hai con tôm trên đầu đó thôi. Ăn giờ này Bi đi về sớm mà. Đi về